tiếp theo gửi tới cho quý vị. Đây này là cây ổi cổ ạ. Ổi. Vâng, cái này ổi này đúng ra là lên vặt lá non để quay cho rõ hơn, nhưng mà nó đang ra như thế vặt là hại lắm đấy. Vâng, rất hại. Để chắc đợt sau lá nó già đến vặt lại. Nhưng cây này được làm răm cũng kỹ. Cây cao 80. Cao 80 quý vị nhá. Ngang của nó khoảng tầm 1m1. Tàn rộng 1m1. Hoành cho bạn đi đo này, quý vị nhìn. Chỗ em đang đo là 26. 26. Chậu 63. Trồng trên cái chậu đường kính 63. Cây này thì già lắm rồi, em xin bảo giá là 18 triệu. 18 triệu một cái ổi rất là già. Tức là nó cốt chậu nó già quý vị ạ. Làm theo lối cắt giật. Cái này làm theo lối cắt giật. 18 triệu quý vị nhá. Rồi, cảm ơn em. Giới thiệu với quý vị và các bạn cây tường vi. Cây này đang ra rất nhiều hoa. Cây tường vi, đây là cây zin mà cốt nhá. Em sẽ đo hết cái phần thoát thân của nó thôi. Phần phần tàn không đo nữa. Ok em. Từ mặt bệ đến phần thoát thân là 60. Đường kính đoạn này là 80. Cây đang nằm trên cái chậu 1m ạ. Đây là 60. Rồi. Em xin báo giá tại vườn là 16 triệu. 16 triệu. Tường vi zin một cốt nữa. Tường vi zin đấy, không phải tường vi ghép đâu nha quý vị nhá. Nhiều khi là quý vị xem là cứ nghĩ là nhiều cây bị ghép nên là quý vị không để ý, nhưng cây này là tường vi zin. Vâng, tiếp đến gửi tới cho quý vị. Cây này là cây Suri à. Cây này cao 90. Ngang của nó 90 luôn. Đang làm trên cái chậu 70. Em đo vị trí này nhé. Vị trí em đang đo này là 22. 22. Em xin báo giá tại vườn là 15 triệu. 15 triệu quý vị ạ. Đây. Một cái seri 15 triệu nha quý vị nhé. Rồi, ok. Cái giấy này. Rồi. Này. Trên giàn đây à? Đây. Em xin báo giá cái sam hương này. Một cái sam hương làm theo lối trực bài này. Sam hương này thì cũng là sản phẩm cao 40, cao khoảng 40. Ngang 55. Vị trí em đang đo đây là khoảng 24. Cây đang nằm trên cái chậu 34. Em xin báo giá cái này tại vườn là 3.500.000. 3.500.000. Đây, cái trên này thì em quay luôn. Một cây sam hương. Kích cỡ là tương đồng thì em báo cái này 3.200.000. Thì cây này thì nó cái có thì cây nó thành phẩm nhưng mà nó có một vết sam cứng ở phía sau. Theo thời gian mình chơi thì nó sẽ bít lại thôi. Thì cái này rẻ một chút, 3.200.000. Bên cạnh là cái thông đen. Thông đen Nhật Bản. Thông đen này em đang lấy 8 triệu. Vì nó là toàn cái cơ bonsai nên bonsai cỡ nhỏ. Nên em đo một cái cước tay thôi nhé. Mấy? 8 triệu à? 8 triệu. Rồi. Tác phẩm sung này là cây sung này tuổi đời của nó cũng khoảng tầm 50 năm rồi. 50 năm rồi cơ à? Vâng. Đúng rồi, cốt chậu lâu nhờ. Vâng, đây ra cả sớm. Okay. Em xin giao lưu cái này là 3.500.000. 3.500.000 quý vị ạ. Sung bonsai đấy. Đó là chơi về tổng bác thêm. Cái này là sam hương. Sam hương ạ, cái này 2.1 ạ. 2.1 à? Vâng. Rất nghệ thuật. 2.1 quý vị ạ. Đây là tác phẩm thông đen. Thông đen Nhật Bản. Cái này thì để đo chính xác kích cỡ cho quý vị và các bạn tham khảo này. Cao 55 ạ. Cao 55 này. Ngang của nó thì nó khoảng 80 ạ. Ok. 80. Vị trí em đo đây là khoảng tầm 28. 28 hoành đấy. Cây này nằm trên cái chậu 37. Đường kính 37 à? Vâng. Cái này thì cái tuổi đời của nó chắc trên 50 năm nên mới có cái bệ bệt, cái một khối tròn ở đây. Em xin báo giá cái này là 25 triệu. 25 triệu quý vị liên hệ em Linh. Em quay kỹ một chút. Cây thông này rất đẹp ạ, thông Nhật Bản đây ạ. Đây có bộ bệ đây.
rất là liền mạch nhá. 25 triệu đúng không em? Vâng. 25 triệu quý vị ạ. Dưới đây là một cây sam hương ạ. Vâng, tiếp gửi tới cho quý vị một cây sam hương. Cây sam hương này thì nó có một cái vết lũ ở đây, nhưng mà quá trình tạo tác thì vườn em đã tận dụng cái này để tạo thành một cái đường ra ba nhánh, một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, và cân đối nó rất hài hòa cái đường dăm và đường bóng ạ. Em bảo giá cái này 3.500.000 ạ. 3.500.000. Nó có một cái đường lũa nhưng nó sam cứng rồi, không bị nữa, và nó sẽ ăn sẹo ra. Phân bổ ba tàn rất là hợp lý nhá. Vườn em làm tương đối cắt giật nên cây nó thoáng và đẹp lắm. 3.500.000 nha quý vị nhá. Còn đây là một cái si tay chuột. Si tay chuột à? Vâng. Cây này thì trước nó là một cái phôi, nhưng mà trong cái quá trình nuôi là vườn em đã đi ra được những cái đường cút tay sẵn rồi. Cho bác nào về chơi tiếp và tạo tác thêm thôi. Em giao lưu cái này bán phôi và bán tuổi thôi. 3.500.000 cây này. 3,5 triệu. Vâng. Cái si tai chuột nha quý vị nhé. Vâng. À, đây còn một cái mai chiếu thủy. Dòng cái mai chiếu thủy này thì dòng lá cây trung lưu ạ. Sản dân lối trực bài. Nên em báo giá là 3.500.000. 3.500.000, cây này bé xíu thôi, chỉ găng tay thôi, chưa được này. Cây này cao 15 phân thôi. Đấy. 3.500.000 nhá, quý vị liên hệ em Linh. Đây sam bông này. Cái này là cây sam bông ạ. Thì em bảo giá cái này 5.500.000. Một cây sam bông. Nó là cây cỡ nhỏ nên các bác soi với tay em. Bạn nào quan tâm thì liên hệ số. Mấy em? 5.500.000. 5.500.000. Cây này nó giả dáng trực huyền quý vị ạ. Em cứ quay lướt qua vì những cái cây này nó cỡ nhỏ á. Bác nào quan tâm thì em sẽ đo chính xác hơn. Rồi, quý vị và các bạn muốn chi tiết nữa thì có thể là kết bạn Zalo với số điện thoại của em Linh, tôi để ở phần mô tả đấy. Sẽ có được những cái thông tin chi tiết hơn. Cây xanh điền này em báo giá là 2.500.000. Một cây xanh nam điền này quý vị này. Bao nhiêu em? 2.500.000. 2.500.000 quý vị nhá. Cái tóc này thì cây này là cây cóc ghép đúng không? Cứ nghe đi. Cây này là cây cóc ghép quý vị ạ. Đây. Phần này là phần trên này, phần cóc thái này. Cái này bao nhiêu tiền hả Linh? Cái này vừa em giao lưu là 5 triệu ạ. 5 triệu. Còn cái này thực sự là cái này là bọn em làm được lối cắt giật đấy, chứ không DJ. Làm cắt giật thì nó sẽ có những cái về sau có cái nét tương lai hơn. Giao lưu với quý vị 5 triệu cây cóc này. Thì quý vị và các bạn cứ alo cho em Linh. 2.500.000 cây xanh nam điển này quý vị. Bán đá này. Vâng, tiếp gửi tới cho quý vị và các bạn là tiểu cảnh sam hương này. Đây là một cái tiểu cảnh sam hương. Một bộ tiểu cảnh. Em đo khoảng chiều cao cho cái. Ok em. Cao 60 ạ. Cao 60. Cái chậu của nó là đang là chậu 90. À, trồng trên cái chậu xi măng dài 90. Em xin báo giá cái này là 4.200.000. 4.200.000 giá tại vườn nha quý vị nhá. Thì là quý vị liên hệ với cả em Linh có thể sẽ có giá tốt hơn. Đấy. Đấy, tiểu cảnh sam hương quý vị ạ. Bên này là một cây khế gân này. Vâng, tiếp đến gửi tới cho quý vị và các bạn cây khế gân. Hôm nay khế gân này cũng cao 60 thôi. Cao 60. Tầm của nó 1m2. Rồi. Em đo hoành thì chỗ này cũng rất. Chỗ này 40 ạ. Ừ. Cây đang làm từ cái chậu 85. Em xin báo giá cái này là 22 triệu. 22 triệu.
Đấy, quý vị ưng thì liên hệ em Linh nhá. 22 triệu, nay cây ra nhiều lộc non nhìn tuyệt vời. Tiểu cảnh sam hương. Vâng, gửi tới cho quý vị và các bạn. Cũng là một tiểu cảnh sam hương nữa. Đây. Cây này tiểu cảnh này xin báo giá nó 3 triệu rưỡi luôn. 3 triệu rưỡi quý vị ạ, tiểu cảnh sam hương. Nó cũng nhỏ nhỏ thôi nha quý vị nha, một người bê thôi. Một người bê nổi, chẳng qua là đá này nó hơi nặng thôi. Nhưng mà vẫn bê được tốt. 3 triệu rưỡi, quý vị liên hệ em Linh ạ. Em có dương cây ổi. Cây ổi này, quý vị nhìn cái chậu này rêu mốc từ bao giờ đây? Cây ổi này là một cái cây ổi nó trồng trong chậu từ bé. Tuy nó còi cọc như này thôi nhưng mà cũng làm răm cũng nhiều đợt rồi. Bảo giá cái này 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi quý vị ạ. Đấy quý vị xem mà quý vị biết này, lâu lắm rồi đấy. Tuổi chậu rồi, quá lâu rồi. Đây quý vị nhìn cái chậu này. Rồi ok. Còn cây nào nữa để gửi tới cho quý vị? Cây này là cây trang phấn, trang hồng phấn. Cây này thì cái chậu này thì là chậu hoa mai này. Chậu này là chậu cổ à, chậu cũ à? Cổ à, cổ luôn đấy. Nhìn như chậu chậu cây mai đấy, chậu cổ luôn. Cả cây cả chậu em giao lô 8 triệu. 8 triệu nha quý vị nhá. Cái chậu này thực sự là chậu cổ. Em chậu kiểu người ta hay trồng mai đúng không? Không ạ, chậu cây mai là chậu cổ ngày xưa. Tên nó thế, nhưng mà em không định giá được cái chậu này. Nhưng mà chắc cũng phải tầm trên 3 triệu rưỡi cái chậu này. Thì thực ra là cái cây là giá trị cũng cao rồi. Nhưng mà em mua cây em tặng cho chậu. Đây cây seri. Tiếp một cây seri dáng bay. Cái này em ra đơn là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi đúng không em? Vâng. 7 triệu rưỡi quý vị ạ. Dưới này là cây nguyệt quế. Quế, lá xoắn bông chùm. Vâng, lá xoắn bông chùm. Mấy cái lá khô là do là em cắt à, vừa cắt. Vâng, em vừa cắt đấy. Chứ không phải là do nó cây yếu đâu nhé. Em cắt để cho nó thoáng cây. Em giao lưu cây này là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi nhá. Quý vị và các bạn liên hệ em Linh nhá. Cây trên này là cây gì á? Si à? Vâng, cái này si búp đỏ. Si búp đỏ. Chuẩn luôn ạ. Si búp đỏ thì em báo giá cái phôi này, thực ra là nó cũng là cây đấy nhưng mà em thu lại để tạo những cái đường cốt. Thì cây nó thuần chậu nó lớn rất là nhanh. Em bảo cái phôi này là 7 triệu rưỡi. Si búp đỏ nha quý vị đây. Đấy, búp đỏ chuẩn zin luôn. 7 triệu rưỡi đúng không em? Vâng. 7 triệu rưỡi quý vị ạ. Vâng, bên cạnh này là cây nguyệt quế. Nguyệt quế. Cây này em báo giá là 6 triệu 500 nghìn tại vườn ạ. 6 triệu rưỡi quý vị ạ. Vâng, tiếp gửi tới cho quý vị và các bạn một cây hoa nguyệt quế nữa này. Nguyệt quế này em giao lưu là... cũng là cây dáng trực. Cây thành phẩm. Em giao lưu 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi à? Cái này có cái bộ bệ đẹp này. Cốt để quý vị nhìn bệ này. Đấy nhá. Tiền nào của đấy đấy quý vị ạ. Đây là được cái bộ bệ tuyệt vời. Cây này mịn tít vừa mới ra một lứa hoa rực rỡ. Vâng đúng rồi. Đây tôi quay cái mặt bên này, bệ mặt bên này này. Để quý vị và các bạn ngắm nhá. 10 triệu rưỡi. Vâng, tiếp đến gửi tới cho quý vị. Em có hai cây sam trái. Sam trái à? Hai cây sam trái nhỏ nhỏ này. Cây này thì đang ra trái. Đấy là sam hoa hay sam trái? Trái ở đây, trái. Đây cũng trái à? Hai cây trái. Thì cây trái nhỏ này thì em giao lưu là 1 triệu rưỡi này. Cây trái lớn này thì em giao lưu là 2 triệu. Thực ra giá trị của nó cao hơn đấy, nhưng mà mình vừa giao lưu vừa tặng các bác rồi.
Thì ra giá thị trường cái này nó khoảng 2 triệu rưỡi này. Ừ. Nó là chít chít trái đấy. Giao lưu là 2 triệu. 2 triệu, còn cây này là 1,5 triệu. Xanh Nam Điền ạ. Xanh Nam Điền. Cây này em giao lưu là 2 triệu rưỡi. Xanh Nam Điền nha quý vị nhá. 2 triệu rưỡi ạ. Tiếp gửi tới cho quý vị. Cây này là cây trà Phúc Kiến à. Vâng. Cây này thì nuôi tốt quá nó tồn nên em chưa tỉa qua được. Đợt này ra nhiều quả thế. Mấy cái cành khô này là vừa cắt. Đấy. Em báo giá cây này là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi nha quý vị nhá. Cây này đợt này đang ra rất là nhiều quả. Cây dáng trực hoành. Đấy. Rồi. Cây này là cây nguyệt quế làm theo lối trực bài, cây này cây thành phẩm rồi ạ. Tay cành rất là lực nhưng mà cũng là nuôi tốt nên cũng chưa tỉa qua được, nên các bạn ngắm thử nha, em vén qua cho các bạn ngắm thử ở dưới. Ok. Em bảo giá cây này là 15 triệu. 15 triệu quý vị ạ. Cây này già lắm rồi. Vâng, làm theo lối bài. Bên này là có một cái đơn mẫu vàng. Đơn. Đơn vàng cái này hoành 62. Hoa mẫu đơn vàng. Hoành 62 à? Vâng, hoành của nó 62 và bệ trải đều 24 giờ. Ừ. Cây này em xin báo giá là 7 triệu. 7 triệu nha quý vị nha. Bên cạnh nó là một cây nguyệt quế nữa. Quế. Cây này thì là cây nuôi theo dáng tàn thiên nhiên. Rồi. Cây này trồng chậu 16 năm rồi. 16 năm trên cái chậu rồi. Tuổi chậu đấy, chứ không là cây thả đất thôi. Ừ, ừ. Em xin báo giá cây này là 14 triệu. 14 triệu quý vị ạ. Cái nguồn quế này anh. Lưu lực. À, cái nguồn quế lưu lực này thì em giao lưu là 3 triệu rưỡi này. 3 triệu rưỡi nguồn quế lưu lực quý vị ạ. Bé như này thôi nhưng mà cũng cắt giật 1 nhát 2 nhát mới được lên 1 cái cây đấy. Ok. 3 triệu rưỡi. Cái cuối là thì em báo đây là trang đỏ, bông trang đỏ. Cái này hoành nó lớn. Bề dễ trải đều trên cái mặt chậu này. Đấy quý vị nhìn hoành nhá. Cái đấy. Hoành cực bự luôn. Cái đấy cái này thì em báo giá là 14 triệu nhé. 14 triệu cây trang. Đây 14 triệu nha quý vị và các bạn liên hệ em Linh. Trồng trên một cái chậu cổ. Hay còn một cây trang Pháp này, đốt giá này. Trang gì? Trang Pháp á? Vâng. Nước ngoài à? Vâng ạ, cây này cây nước ngoài, nó ra cả hoa cả trái. Cây này làm theo là dáng cái thế nhá, uốn cong chứ không thả tự nhiên. Em bảo giá cái này 3 triệu rưỡi. Trông hay nhỉ, lạ lạ. 3 triệu rưỡi quý vị ạ. Vâng. Cây trang Pháp màu vàng. Vì vườn còn nhiều cây lắm thì tạm thời quay em xin dừng clip ở đây. Rồi, cảm ơn Linh rất là nhiều. Thì đây tôi quay cái cây này, lúc nãy ở mặt này chưa quay được kỹ cho quý vị. Đấy nhá, cây bông trang đỏ. Đấy, cây cổ lùn lực. Đây. Gốc to lắm nhá. Quý vị chơi với dòng bonsai là quý vị biết rồi.